Một xu nào từ việc sửa Mac hay iPhone, Apple nói với Quốc hội Mỹ rằng sửa chữa sản phẩm của người dùng không mang về lợi nhuận cho hãng. Bên cạnh đó, hãng còn biện minh cho hành động chỉ bán linh kiện Apple chính hãng cho các công ty có các kỹ thuật viên đã được huấn luyện để lắp đặt chúng. Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ hiện đang tiến hành truy vấn ngành công nghiệp công nghệ nhằm tìm kiếm bằng chứng về các hành vi phản cạnh tranh trong kinh doanh. Các nhà làm luật đã đặt ra hàng loạt các câu hỏi cho Apple, Google, Amazon và Facebook. Quốc hội hỏi Apple rằng tại sao hãng lại ngăn cấm các cửa hàng sửa chữa độc lập sở hữu các linh kiện thay thế và các tài liệu hướng dẫn sửa chữa chính hãng có phải đó là cách để apple cản trở sự cạnh tranh và mở rộng sự độc quyền của mình trên thị trường sửa chữa nhà sản xuất iphone đáp lại rằng các sản phẩm của họ là những cỗ máy phức tạp đậm chất kỹ thuật và để sửa chúng cần có các kỹ thuật viên đã được huấn luyện quá trình sửa chữa do các kỹ thuật viên chưa qua huấn luyện tiến hành có thể sẽ không tuân thủ đúng các quy trình sửa chữa và an toàn và có thể dẫn đến hư hỏng chức năng các vấn đề về chất lượng sản phẩm hay các tình huống mất an toàn và apple không thu được một xu nào từ việc sửa chữa sản phẩm cả